Em xin chào thầy, em tên là Nguyễn Trọng Toàn. Sau đây em sẽ thuyết trình về kinh tế thị trường và những ưu nhược điểm của kinh tế thị trường. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu kinh tế thị trường là gì. Kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa phát triển ở giai đoạn cao, vận hành theo cơ chế thị trường. Trong đó, mọi quan hệ sản xuất và trao đổi đều được thực hiện trên thị trường, chịu sự tác động và điều tiết của các quy luật thị trường. Và ngoài khái niệm ra, chúng ta cần một số thông tin cần biết về nền kinh tế thị trường. Thứ nhất, nền kinh tế thị trường đòi hỏi sự đa dạng của các chủ thể kinh tế. Thứ hai, nó có vai trò quyết định phân bố nguồn lực xã hội. Thứ ba, giá cả hình thành của kinh tế thị trường theo quy tắc thị trường. Thứ tư, động lực tiếp tục của các chủ thể là vì lợi ích của kinh tế. Thứ năm, kinh tế thị trường là kinh tế mở. Sau đây chúng ta sẽ đến với một vấn đề lớn đầu tiên, đó chính là ưu điểm của nền kinh tế thị trường. Thứ nhất là điều kiện để thúc đẩy các hoạt động sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường, nếu lượng cầu cao hơn lượng cung thì giá cả hàng hóa sẽ tăng lên, mức lợi nhuận cũng tăng. Điều này khuyến khích người sản xuất tăng lượng cung. Ai có cơ chế sản xuất hiệu quả hơn thì có tỷ lệ sản xuất lợi nhuận cao hơn. Do đó các nguồn lực sản xuất sẽ chảy về phía những người sản xuất hiệu quả hơn. Những người sản xuất kém hiệu quả thì sẽ có tỷ lệ lợi nhuận rất là thấp, khả năng mua nguồn lực sản xuất thấp, sức cạnh tranh bị kém thì từ đó sẽ bị đào thải dần. Tiếp theo là nó sẽ phát huy tốt nhất tiềm năng của mọi chủ thể, các vùng miền cũng như lợi thế quốc gia trong mối quan hệ với thế giới. Tiếp đến thì nó sẽ tạo động lực để tạo cho con người thỏa mãn sức sáng tạo. Một nền kinh tế cho phép con người tự do cạnh tranh, điều này đồng nghĩa đòi hỏi mọi người phải không ngừng sáng tạo để tồn tại, tìm ra những phương thức mới cải thiện cho công việc, đúc rút cho bản thân nhiều kinh nghiệm. Kinh tế thị trường là nơi để phát hiện, đào tạo, tuyển chọn, sử dụng các con người. Từ đó cũng là nơi đào thải những quản lý chưa đạt được yêu cầu và hiệu quả cao. Ngoài ra còn tạo lên một môi trường kinh doanh dân chủ, tự do, công bằng. Và cuối cùng, kinh tế thị trường sẽ cung cấp nhiều việc làm hơn. Một ví dụ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 99,7% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngoài các doanh nghiệp có ít hơn 20 thành viên ở Việt Nam chiếm đến 89,6% lực lượng lao động. Với nền kinh tế thị trường, sự tập trung và trao đổi các doanh nghiệp nhỏ này tìm ra những thị trường ngách và cung cấp công việc mới với một mức cao hơn cho địa phương. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đến một vấn đề lớn tiếp theo, đấy là nhược điểm của kinh tế thị trường. Thì thứ nhất thì nó sẽ dễ dẫn đến mất cân bằng về cung cầu, dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Vì do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp sẽ cần đầu tư mở rộng sản xuất. Ban đầu các công ty đầu tư phát triển sản xuất khiến nguồn cung tăng mạnh trong khi cầu không tương xứng. Hiện tượng này tích lũy qua nhiều năm sẽ dẫn đến khủng hoảng và dư thừa, nghĩa là hàng hóa bị ứ đọng dẫn đến giá cả sụt giảm, hàng hóa không bán được để thu hồi chi phí đầu tư nên hàng loạt doanh nghiệp sẽ phá sản và khủng hoảng kinh tế là kết quả cuối cùng. Tiếp theo, nó sẽ tạo ra xu hướng cạn kiệt tài nguyên không thể tái tạo, gây ra suy thoái môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Các chủ thể trong nền kinh tế với mục đích là tối đa hóa lợi nhuận vì lợi ích trước mắt mang tính cá nhân của mình luôn tạo ra nguy cơ tiềm ẩn cạn kiệt nguồn tài nguyên cũng như suy thoái môi trường. Đến cái bất lợi cuối cùng là nền kinh tế thị trường cũng có thể dẫn tới bất bình đẳng trong xã hội, gia tăng khoảng cách giữa giàu và nghèo, dẫn tới bất bình đẳng xã hội. Người giàu sẽ sử dụng lợi thế của mình để trở nên giàu hơn, trong khi người nghèo thì ngày càng nghèo hơn. Chúng ta đến với một số liên hệ những tác động tích cực của nền kinh tế thị trường tới Việt Nam. Kinh tế tăng trưởng nhanh và mạnh trong những năm gần đây, sự phát triển của Việt Nam 30 năm qua rất đáng là ghi nhận. Đổi mới kinh tế và chính trị từ năm 1986 và thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới với thu nhập trung bình từ năm 2002 đến 2018. GDP đầu người tăng 2,7 lần đạt trên 2.700 USD năm 2019 với 45 triệu người thoát nghèo và tỷ lệ giảm nghèo giảm mạnh từ 70% đến 6%. Nó cũng giúp chúng ta tận dụng tối đa nguồn lực kinh tế trên toàn nước. Và ngoài những tác động tích cực ra thì sẽ có những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Việt Nam. Ví dụ, xã hội ngày càng phát triển, độ phân hóa cao khiến cho khoảng cách giàu nghèo lớn. Thì có thể lấy ví dụ ngay thì hiện tại sẽ có rất nhiều các khu nhà cao cấp được dựng như kiểu Vinhome, Huy Hoàng. Nhưng sau đó, ngay trong thành phố của chúng ta, những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội vẫn còn xuất hiện nhiều khu ổ chuột xuống cấp. Và đặc biệt hơn, tình trạng khai thác bừa bãi ngày càng nghiêm trọng, khiến cho xói mòn đất đai và ảnh hưởng rất lớn đến tự nhiên. Ví dụ như trận lũ lịch sử mới diễn ra năm 2020.
thường tùy theo các góc độ lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như kinh tế học, kinh tế phát triển hay kinh tế chính trị mà có những khái niệm khác nhau. Ở đây, dưới góc độ của kinh tế chính trị, nền kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa phát triển ở giai đoạn cao, vận hành theo cơ chế thị trường. Trong đó, mọi quan hệ sản xuất và trao đổi đều được thực hiện trên thị trường, chịu sự tác động, điều tiết của các quy luật thị trường. Kinh tế thị trường là sản phẩm văn minh của nhân loại, nó có quá trình phát triển với trình độ từ thấp đến cao, từ kinh tế thị trường sơ khai đến kinh tế thị trường tự do và ngày nay là kinh tế thị trường hiện đại. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu ưu thế của nền kinh tế thị trường. Thứ nhất, kinh tế thị trường luôn tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự sáng tạo của các chủ thể kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, dưới tác động của các quy luật thị trường, buộc các chủ thể kinh tế phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng những thành tựu mới của khoa học kỹ thuật, đồng thời tạo ra những điều kiện cần thiết để thúc đẩy hoạt động sáng tạo của các chủ thể kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, các chủ thể kinh tế muốn tồn tại và phát triển phải luôn luôn đổi mới và sáng tạo. Đổi mới và sáng tạo đã trở thành phương châm của mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh. Thứ hai, nền kinh tế thị trường luôn phát huy tốt nhất tiềm năng của mọi chủ thể, các vùng miền cũng như lợi thế quốc gia trong quan hệ với thế giới. Trong kinh tế thị trường, mọi tiềm năng, lợi thế đều có thể được khai thác và trở thành lợi ích đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Thứ ba là nền kinh tế thị trường luôn tạo ra các phương thức để thỏa mãn tối đa nhu cầu của con người, từ đó thúc đẩy tiến bộ, văn minh của xã hội. Dưới sự tác động của các quy luật thị trường, luôn tạo ra sự phù hợp giữa khối lượng, cơ cấu sản xuất với khối lượng, cơ cấu nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Nhờ đó, nhu cầu tiêu dùng về các loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau được đáp ứng kịp thời. Song với những ưu điểm thì nền kinh tế thị trường cũng có những nhược điểm riêng. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với những nhược điểm của nền kinh tế thị trường. Thứ nhất, xét trên phạm vi toàn bộ nền sản xuất xã hội, nền kinh tế thị trường luôn tiềm ẩn những rủi ro khủng hoảng. Khủng hoảng kinh tế trong nền kinh tế thị trường là khủng hoảng sản xuất, thừa hàng hóa. Nguyên nhân của khủng hoảng đã tiềm ẩn ngay từ khi xuất hiện sản xuất và trao đổi hàng hóa. Đó là mâu thuẫn giữa tính tư nhân với tính xã hội của sản xuất hàng hóa. Nhưng khủng hoảng chỉ trở thành hiện thực khi sản xuất hàng hóa đã phát triển đến giai đoạn kinh tế thị trường tự do. Khủng hoảng có thể diễn ra cục bộ đối với một hoặc một số loại hàng hóa, cũng có thể diễn ra trên phạm vi tổng thể nền kinh tế. Nền kinh tế thị trường không thể tự khắc phục được những rủi ro tiềm ẩn này, đặc biệt sự dự báo chính xác thời điểm xảy ra khủng hoảng là rất khó khăn. Thứ hai, nền kinh tế thị trường không thể khắc phục được xu hướng cạn kiệt tài nguyên, không thể tái tạo, suy thoái môi trường tự nhiên, môi trường xã hội. Các chủ thể trong nền kinh tế với mục đích là tối đa hóa lợi nhuận, vì lợi ích trước mắt mang tính cá nhân của mình nên luôn tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn cạn kiệt nguồn tài nguyên, suy thoái môi trường. Cũng do chạy theo lợi nhuận, các chủ thể sản xuất kinh doanh sẵn sàng vi phạm luật pháp, vi phạm đạo đức để chạy theo mục đích, mục tiêu làm giàu, gây xói mòn đạo đức kinh doanh, đạo đức xã hội. Vì mong muốn có được lợi nhuận cao nên là các chủ thể sản xuất kinh doanh thường tìm tới những hoạt động giao dịch có lãi cao. Những sản phẩm dịch vụ không có nhiều lãi thì không làm, nên vấn đề hàng hóa công cộng đã bị hạn chế. Thứ ba là nền kinh tế thị trường không tự khắc phục được hiện tượng phân hóa sâu sắc trong xã hội. Các quy luật của thị trường luôn phân bổ lợi ích theo hiệu quả, mức độ và loại hình hoạt động tham gia thị trường, cùng với sự cạnh tranh gay gắt đã dẫn đến sự phân hóa là một tất yếu. Như vậy, nền kinh tế thị trường bên cạnh những ưu điểm còn có những khuyết điểm. Vì thế, để khắc phục những khuyết điểm của kinh tế thị trường cần có sự can thiệp của nhà nước để hạn chế những khuyết điểm của thị trường, đảm bảo cho thị trường vận động hiệu quả và ổn định, tối đa hóa lợi ích của các chủ thể kinh tế và của toàn xã hội. Khi đó, nền kinh tế thị trường được gọi là kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước hay nền kinh tế hỗn hợp. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam,
Sau hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã hình thành, phát triển, đến nay đã có những yếu tố của một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần, có sự phát triển đầy đủ, đồng bộ các loại thị trường trong nước gắn kết với thị trường quốc tế. Thị trường đã phát huy vai trò trong việc xác định giá cả, phân bổ nguồn lực, điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. Nền kinh tế đã vận hành theo các quy luật của kinh tế thị trường. Đồng thời, nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà nước vừa xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo khung khổ pháp luật, môi trường ổn định, thuận lợi cho kinh tế phát triển, vừa sử dụng các nguồn lực kinh tế của nhà nước để điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển bền vững cả kinh tế, xã hội, môi trường, gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng, xã hội, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những yếu tố này hoàn toàn tương đồng với các định hướng xã hội của nền kinh tế thị trường hiện đại trên thế giới. Ví dụ cụ thể về kinh tế, sự phát triển của Việt Nam trong hơn 30 năm qua rất đáng ghi nhận. Công cuộc đổi mới từ năm 1986 đã nhanh chóng đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp. Giai đoạn 2002-2019, GDP đầu người tăng 2,7 lần, đạt trên 2.700 USD năm 2019. Với hơn 45 triệu người thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ hơn 70% xuống còn dưới 6%, 3,2 USD trên ngày theo sức mua ngang giá. Đại bộ phận người nghèo còn lại ở Việt Nam là dân tộc thiểu số, chiếm 86%. Năm 2019, kinh tế Việt Nam tiếp tục có khả năng chống chịu cao nhờ nhu cầu trong nước và sản xuất định hướng xuất khẩu được duy trì ở mức cao. GDP thực tăng ước khoảng 7%, tương tự tỷ lệ tăng trưởng trong năm 2018. Điều này cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực. Năm 2020, với độ mở về kinh tế và sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam bị tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, tăng cường GDP đạt 1,8% trong nửa đầu năm, dự kiến cả năm đạt 2,8%. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới không dự báo suy thoái kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến năm nay thấp hơn nhiều so với dự báo trước, khủng hoảng 6-7%. Tuy nhiên, tác động của dịch COVID-19 rất khó đoán, tùy thuộc vào quy mô và thời gian kéo dài của dịch bệnh, sức ép lên tài chính công sẽ gia tăng do thu ngân sách giảm, trong khi chi ngân sách tăng để kích hoạt các gói hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.